Điểm lại những vụ cướp ngân hàng đã xảy ra trong năm Tân Sửu. Chân dung cha dượng đoạt mạng bé 2 tuổi, thành phần bất hảo ở địa phương là bạn thân của cha nạn nhân. Đối tượng vào chung cư ở Hà Nội cướp điện thoại bị bắt tại thành phố Hồ Chí Minh. Tin lời thầy bói, mẹ bán 4 mảnh đất lấy 3 tỷ đồng chữa bệnh cho hai con. Quý vị đang theo dõi bản tin an ninh trật tự trên kênh Tin Tức Việt và ngay bây giờ sẽ là phần nội dung chi tiết. Thưa quý vị, năm đại dịch vừa qua, hàng loạt vụ cướp ngân hàng đã xảy ra ở nhiều tỉnh thành trong cả nước. Đáng chú ý là các đối tượng vi phạm có tính chất manh động, song chỉ trong một thời gian rất ngắn đã bị truy bắt kịp thời. Trong năm 2021, hàng loạt vụ cướp ngân hàng đã xảy ra ở nhiều tỉnh thành trong cả nước. Nếu như trước đây, đối tượng thực hiện hành vi tội phạm chủ yếu là những kẻ có tiền án, tiền sự, hoạt động theo các băng, ổ nhóm, thì hiện nay xuất hiện nhiều đối tượng gây án đều hoạt động đơn lẻ, không có tiền án tiền sự. Mới đây nhất, ngày 7 tháng 1 năm 2022, một đối tượng đã bịt mặt dùng hung khí đe dọa bảo vệ và nhân viên phòng giao dịch Đình Vũ chi nhánh ngân hàng Vietcombank Hải Phòng, cướp đi số tiền khoảng 3 tỷ đồng. Chỉ sau gần 2 ngày truy bắt, công an đã bắt giữ được đối tượng Nguyễn Văn Nam, sinh năm 1998, trú tại thôn Minh Hồng, xã Nghĩa Lộ, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng. Khám xét trên người và chỗ ở của Nguyễn Văn Nam, lực lượng công an thu giữ 2 khẩu súng, 40 viên đạn, 1 xe máy, 1 điện thoại và 1,2 tỷ đồng. Vào tháng 3 năm 2021, đối tượng Phạm Anh Hào, sinh năm 1978, trú tại phố Trương Định, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, mặc áo Grab, cầm theo 1 khẩu súng bật lửa và 1 khối bên ngoài bọc băng dính đen vào phòng giao dịch ngân hàng BIDV Phúc Thọ để cướp tiền. Tại đây, Hào đã dùng súng để đe dọa, đồng thời buộc nhân viên ngân hàng bỏ tiền vào túi của mình, nếu không sẽ cho nổ mìn. Ngay sau đó, nhân viên ngân hàng đã lấy 76 triệu đồng đưa cho đối tượng, rồi tìm cách nhấn chuông báo động kết nối với cơ quan công an. Nghi phạm anh Hào cầm tiền bỏ chạy ra ngoài đã bị lực lượng công an và bảo vệ, nhân viên ngân hàng đuổi theo bắt giữ, thu giữ toàn bộ tang vật. Một vụ cướp ngân hàng khác từng xảy ra ở một chi nhánh ngân hàng BIDV ở huyện Bầu Bàng, Bình Dương vào ngày 28 tháng 12 năm 2021. Nghi phạm đã đến ngân hàng uy hiếp nhân viên, cướp đi hàng trăm triệu đồng rồi tẩu thoát. Sau hơn 1 giờ tẩu thoát, lực lượng công an đã xác định và bắt giữ được Trần Văn Hùng, 31 tuổi, ngụ Bình Dương, đồng thời thu giữ được tang vật với số tiền là khoảng 500 triệu đồng. Đối tượng khai nhận do không có tiền nên đã nảy sinh ý định đi cướp ngân hàng. Hùng đã sử dụng khẩu súng giả để uy hiếp nhân viên ngân hàng để cướp tiền rồi tẩu thoát. Sau những vụ cướp ngân hàng liên tục xảy ra, Bộ Công an đã đề nghị Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các ngân hàng cần có hệ thống camera giám sát, cả bố trí công khai và bí mật, có khả năng theo dõi, kiểm soát được từ xa, bên ngoài và bên trong trụ sở giao dịch. Đồng thời, các video thu được phải chất lượng tốt, có màu sắc và độ phân giải cao, rõ nét để phục vụ quá trình điều tra, truy xét, nhận dạng đối tượng gây án. Phương tiện sử dụng, hướng đến và hướng đi của đối tượng. Ngoài ra, các phòng giao dịch cũng nên lắp đặt hệ thống báo động và phát tín hiệu khẩn cấp được kết nối với cơ quan công an, sở tại gần nhất. Hệ thống này phải được bố trí tại những nơi nhân viên có thể dễ dàng tiếp cận, bí mật kích hoạt. Đối với người dân, Bộ Công an khuyến cáo trước và sau khi thực hiện các hoạt động giao dịch liên quan đến gửi và rút tiền mặt tại các phòng giao dịch của ngân hàng, cần nâng cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa các đối tượng cướp ngân hàng. Đồng thời, khách hàng cần chú ý quá trình bảo vệ tài sản, tiền khi lưu thông từ nơi cất giữ đến ngân hàng và ngược lại, nhất là vào những khung thời gian, đoạn đường vắng vẻ, ít người qua lại và ngay tại thời điểm vừa cầm tiền ra khỏi ngân hàng. Bên cạnh đó, người dân nên thường xuyên cập nhật các phương thức, thủ đoạn, các vụ án liên quan đến tội phạm cướp ngân hàng trên các phương tiện thông tin, báo chí, từ đó hạn chế những sơ suất để tội phạm khai thác và có giải pháp tự bảo vệ bản thân. Xin được chuyển sang thông tin kế tiếp. Thưa quý vị, liên quan đến vụ việc gã đàn ông hại con riêng 2 tuổi của vợ hờ, Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Minh Quân, 31 tuổi, ngụ xã Nhơn Bình, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long về hành vi tước đoạt quyền sống của con người. Ông Đinh Hoàng Khải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Tam Bình, huyện Tam Bình cho biết, Quân là người từ địa phương khác đến và nghiện, cha ruột của cháu bé cũng đang chịu án tù. Riêng mẹ cháu bé là chị NTHN, 23 tuổi, tạm trú khóm 2, thị trấn Tam Bình, cũng là thành phần nghiện ngập. Tất cả đều không có nghề nghiệp ổn định. Sau khi xảy ra án mạng đau lòng, mẹ cháu bé cũng đã rời khỏi địa phương, đi đâu không ai rõ. Ngôi nhà nơi xảy ra án mạng bây giờ không có ai ở. Trao đổi với phóng viên, người dân địa phương cho biết,
Căn nhà này trước đây là nơi cha ruột của nạn nhân sinh sống. Khoảng tháng 5 năm 2021, cha ruột cháu bé phải chấp hành án phạt tù về tội trộm cắp tài sản, nên chị N đã đưa Quân về sống chung như vợ chồng. Đáng chú ý, Quân với cha ruột nạn nhân từng là bạn thân. Mẹ cháu bé được cho là khá xinh đẹp nhưng dính vào hàng cấm và đang có thai. Thời gian trước, nhóm này hay tụ tập sử dụng hàng cấm, khiến cho những người sống lân cận vô cùng bất an. Một người dân địa phương nói. Sau một thời gian quen biết với chị N, 23 tuổi, Quân đã dọn về sống chung như vợ chồng với chị này tại thị trấn Tam Bình, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Ở nhà còn có con riêng của chị N là bé GB, 2 tuổi. Rạng sáng ngày 30 tháng 11 năm 2021, Quân bắt được một con rắn nên sai chị N lấy đồ ra đựng. Chị N đặt con xuống nền nhà để đi lấy đồ. Bé khóc nên chị quay lại dỗ. Lúc này Quân vung chân đạp vào vùng đầu và chân khiến cho cháu bé bất tỉnh. Khi thấy nạn nhân bất tỉnh, Quân cùng chị N đưa bé B đi cấp cứu. Đến 17 giờ cùng ngày, cháu bé đã qua đời. Kết quả khám nghiệm cho thấy nạn nhân qua đời do chấn thương sọ não. Bước đầu tại cơ quan công an, Quân thừa nhận hành vi, khai do lên cơn nghiện, không kiềm chế được cơn giận và gây ra sự ra đi thương tâm cho cháu bé. Xin được chuyển sang thông tin kế tiếp. Thưa quý vị, Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết đơn vị phối hợp cùng với Phòng Cảnh sát Hình sự đã bắt giữ được một trong ba đối tượng vào căn hộ chung cư HH1A, phường Hoàng Liệt cướp tài sản. Hiện đối tượng đang được các trinh sát di lý từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội để tiếp tục công tác điều tra. Trước đó vào chiều ngày 8 tháng 1, nhóm đối tượng này vào chung cư HH1A Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, dàn cảnh cướp tài sản. Bị hại trong vụ này là anh H, 25 tuổi, quê quán Nghệ An, nghề nghiệp kinh doanh tự do. Theo đó, khoảng 19 giờ ngày 8 tháng 1, anh H đến cơ quan công an trình báo về việc chiều cùng ngày có một nam thanh niên gọi vào số điện thoại di động hỏi mua chiếc điện thoại di động Samsung Note 10 Plus mà anh đang giao bán trên mạng xã hội. Sau khi thỏa thuận, khách hẹn đến nhà để xem điện thoại. Chừng một tiếng sau có ba thanh niên đến căn hộ của anh. Không chút nghi ngờ, anh H mở cửa mời vào, lấy hai chiếc điện thoại cho khách xem. Bất ngờ anh bị một trong ba đối tượng xịt hơi cay vào mặt. Chúng vừa đánh, đấm, dùng dây chuẩn bị sẵn trói tay chân, bịt miệng, lục lọi lấy ba chiếc điện thoại rồi tẩu thoát. Nhận được tin báo, Công an quận Hoàng Mai đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an thành phố, tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Qua đó đã xác định và bắt giữ được một đối tượng khi đang lẩn trốn tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện Công an đang tích cực truy bắt những đối tượng còn lại của vụ cướp. Xin được chuyển sang thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Văn Phước, sinh năm 2002, trú tại xã Việt Thuận, huyện Vũ Thư, Thái Bình, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tiếp tục điều tra làm rõ vụ án. Vì tin lời thầy bói, người mẹ này đã bán đất và nhờ người vay tiền được tổng số là hơn 3 tỷ đồng để đưa cho thầy dởm chữa bệnh tâm thần cho hai người con. Trước đó vào ngày 30 tháng 12 năm 2021, Công an tỉnh Bắc Giang tiếp nhận đơn của bà Lê Thị Ca, sinh năm 1972, trú tại tổ dân phố Đoàn Kết, thị trấn Tây Yên Tử, huyện Sơn Động, Bắc Giang, về việc bà bị Nguyễn Văn Phước lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 3 tỷ đồng bằng hình thức nhận tiền để cúng lễ tâm linh nhằm chữa bệnh cho hai con trai của bà khi đang bị bệnh tâm thần. Nhận được thông tin, Công an tỉnh Bắc Giang đã tiến hành xác minh, điều và ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phước về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Phước, đã thu giữ các vật chứng có liên quan đến hành vi phạm tội. Nội dung điều tra xác định, hai vợ chồng bà Ca có hai người con đang mắc bệnh tâm thần, đã chữa trị nhiều lần nhưng chưa khỏi. Vào cuối tháng 10 năm 2021, vợ chồng bà Ca đến đền Đồng Dì, thị trấn Tây Yên Tử, huyện Sơn Động xem bói và đề nghị Nguyễn Văn Phước làm lễ cúng chữa bệnh cho hai người con trai của mình. Để dẫn dắt bà Ca theo mình, Phước đưa ra các thông tin không có cơ sở, rồi nói người mẹ có hai con bị bệnh vay mượn tiền, bán đất để đưa tiền cho Phước tổ chức lễ cúng. Để tạo lòng tin với khổ chủ, Phước đưa các thông tin giả về việc mời các thầy là người Trung Quốc luyện hạt linh đơn cho gia đình bà Ca ăn để chữa bệnh. Đồng thời Phước hứa hẹn chữa bệnh khỏi cho các con của bà Ca. Sau đó Phước sẽ trả và cho bà Ca vay tiền trả nợ làm ăn. Trước bánh vẽ về niềm tin chữa khỏi bệnh cho các con, bà Ca đã sử dụng 4 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình để bán và nhờ người vay tiền rồi đưa cho Phước dưới các hình thức, đưa trực tiếp và chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng với tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng. Trong khoảng thời gian trên, gã thầy bói đã tổ chức 5 buổi lễ cúng tại đền Đồng Dì để chữa bệnh cho con của bà Ca. Mỗi buổi tổ chức, Phước đều sử dụng tiền do bà Ca giao cho để mua các đồ lễ như vàng mã, hoa quả, rượu bánh, đồ lễ mặn, mời thầy cúng và tổ chức hầu đồng phát tiền lộc.
ngày 15 tháng 1 năm 2021 đến hết ngày 29 tháng 12 năm 2021, Phước đã sử dụng vào việc chi tiêu cá nhân như mua vàng hết 340 triệu đồng, mua sắm các đồ lễ thờ tại điện của gia đình Phước hết khoảng 450 triệu đồng, mua 2 chiếc xe máy hết 116 triệu đồng. Ngoài ra, Phước đưa tiền cho người thân trong gia đình để trả nợ hết tổng số tiền khoảng 850 triệu đồng. Số tiền còn lại, Phước dùng chi trả các buổi tổ chức lễ cúng tại đền Đồng Dì và tại các địa phương khác. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Phước thừa nhận hành vi sai phạm của bản thân. Nguyễn Văn Phước nổi lên như một người có khả năng tâm linh từ năm 2016. Sau đó, Phước bỏ học thường xuyên thực hiện làm việc lễ thờ cúng, xem bói tại gia đình và địa phương tại tỉnh Thái Bình. Khi có nhiều người đến xem bói, Phước xây dựng một điện thờ để phục vụ công việc tâm linh ngay tại gia đình. Đến tháng 9 năm 2021, điện thờ của gia đình hoàn thành và là nơi Phước thực hiện các hoạt động cúng lễ, xem bói, hầu đồng. Tháng 10 năm 2021, Phước được một người giới thiệu đến thị trấn Tây Yên Tử, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang để tiến hành làm lễ tại đền Đồng Dì. Tại đây, Phước làm lễ, xem bói cho người dân địa phương. Thông tin này cũng đã khép lại bản tin an ninh trật tự của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các bản tin kế tiếp.